Chào bà con, đây là khung cảnh ở bên ngoài thành phố bên sau mà khu shopping nhá. Thì ở nơi đây thì coi người ta có vẽ đường để đi cho dành cho mỗi người đi bộ. Rồi Ca Park ở trên lầu rất là lớn, được cái câu nó mới mở ở đây nè. Thành ra bây giờ người ta dẹp bỏ cái trạm xe bus ở đây. Xe bus xe trường thì người ta vô trong này người ta đậu, nhưng mà bây giờ sẽ di chuyển trạm xe bus sang một nơi khác để làm cái khung cảnh cái Ca Park cho mọi người tới đây đi mua sắm về ở bên shop câu này. Thì trước mặt mình là cái Hoyce, nó là cái rạp chiếu bóng mà con, chập chiếu phim á. Thì các phim mới thì được chiếu nơi đây, thì có rất là nhiều chỗ để mà chiếu phim. Ai mà thích ham phim mới thì có thể ghé qua đây coi. Thì màn ảnh của nó không phải màn ảnh ba chiều đâu, nó vẫn màn ảnh thường thôi, nhưng mà được cái màn ảnh lớn đại, cái như là đại vi tuyến hay đại phong tuyến gì quên mất tên gọi nó như thế nào này. Thì cái màn ảnh màn ảnh chìm thôi, chứ màn ảnh nổi thì nó chỉ mới làm được một vài số như đám như Disneyland hay Wonderland được thôi. Còn màn ảnh hai chiều chìm thì vẫn còn thông dụng, tại vì màn ảnh ba chiều nó bắt mình phải đeo mắt kính vô. Hiện tại giờ người ta đang xài một số không cần ảnh đeo mắt kính nữa, nhưng mà cũng rất là tốn kém. Rồi bây giờ mình tạm thời mình quay sơ sơ rồi bắt đầu mình vô coast. Ở nơi đây thì ít khi mình đi sắm mua cái đám này, nhưng mà vì nó mới mở ra đó thì mình cũng tới ủng hộ nó. Thì bà xã mình rất thích đi tới cái coast, thì nó bán tương đối nó rẻ hơn so với Gold World. Thì cái thằng cuộn này xuống lên xuống là thoải mái rồi con. Coi như tới giờ này thì 7 giờ bắt đầu đóng cửa rồi. Còn thằng câu thì để lát mình coi giờ, coi như nó 8 giờ đóng cửa. 8 giờ chiều đóng cửa coi như thế nào. Hồi xưa thì nó mở tới 12 giờ đêm nó mới đóng. Nhưng mà bây giờ bệnh dịch thì nó cũng chưa có yên ổn được á. Tại số người đi cũng ít. Đây mình coi thử coi. Đó, Giáng sinh đến rồi bà con ơi. Chỗ nào người ta cũng trang hoàng đẹp quá chừng đi. Đèn đóm này kia nọ, nhưng mà chắc lẽ thua bên Việt Nam này đó. Để coi mình coi cái giờ giấc nó như thế nào. Chỗ này bán rau cỏ trái cây đây. Rau cỏ trái cây. Ok. Nó đóng tới mở cửa 7 ngày. Từ thứ hai tới thứ sáu tới 11 giờ đêm, từ 7 giờ sáng tới 11 giờ đêm, ngày thứ bảy chủ nhật á thì 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Đây là cái bảng nó mở cửa như thế nào đó, để tới 10 giờ đêm đó bà con. Từ thứ sáu tới thứ hai tới thứ sáu tới 11 giờ đêm. Giờ thằng này mở cũng trễ dữ á, câu thì như mở tới 8 giờ. Thì ok, mình tạm thời mình vô trong mình quay cho bà con thấy thế nào ha. Thì hoa quả ở đây, quên, hoa ở đây nó bán cũng đẹp quá chừng đi. Rồi chứ mình có shop thì mình thông thường đi mua hoa để mang lên ta dâng Đức Mẹ phù hộ cho cái shop mình làm ăn được thành công. Nhưng mà sau mấy năm không có thành công thì mình may mắn được bán được shop rồi. Mình quay một chụp hình bức này đẹp quá chừng đẹp. Trời cũng tạo ra hoa quả đẹp quá chừng đi. Đó, quá trời, hoa quả đẹp quá chừng đi. Hoa đẹp quá. Bây giờ ông trời cũng tạo ra quá trời tuyệt vời. Mình chỉ chăm sóc ngắm để kia thu hoạch không khó khăn này.
coi mình tới đây mình chụp cá này bà con ha, coi như mình khỏi trồng tỉa gì hết, đi chụp cá để chiêm ngắm cái hoa đẹp của hoa đẹp người ta trồng thôi bà con. Okay. Thì tạm thời bắt đầu mình đi vòng vòng cái trong ha, đi vòng cho coi hoa nó bán coi như đây cũng tương đối rẻ, đây 25 đồng nguyên một bó hoa lớn đủ màu sắc hết này, rồi 12 đồng, rồi 15 đồng tùy theo, hoa hồng thì coi nó rất là nhiều kiểu, coi rất là nhiều kiểu hoa, còn hoa này giờ giống như quá tuyệt vời, trời cũng tạo ra quá tuyệt vời. Ok, coi như mình chụp cá người ta một ít hình này ra để lát nữa mình tải lên cho bà con cùng chiêm ngắm với mình. Thì tên hoa thì nơi đó người ta không có biết, không có biết cái tên hoa gì hết, ngoại trừ mình đi vô cái vườn mà vườn trồng hoa đó, hay vườn bánh cây kiểng thì bắt đầu người ta mới có thôi. Xoài bây giờ coi nó cũng chưa vô mùa hẳn đó bà con, thì là coi như nó bán một trái là 2,50 đồng, trái nhỏ nhỏ như vậy này 2,50 đồng. Mai kia nó vô mùa thì bán rất là rẻ. Thì gà ở đây coi gà ở đây 11 đồng, nó cũng tương tự như bên quân gột 11 đồng, giống quân vượt thôi. Thì hai thằng đó, nó cạnh tranh nhau đó. Chính vì vậy mà nó biết được giá rẻ. Còn tại vì nguyên một con gà không đã mấy đồng rồi, nó công nó nướng lên nữa, nướng lên rồi còn bỏ thêm cái bột mì ở trong á, bột mì ở trong ăn cũng được. Nhưng mà mình không thích, mình thích ăn gà không thôi. Còn người nào thích ăn bột ra bột trong bột bánh mì ở trong đó thì có thể ăn được. Bà xã chạy đi đâu thì coi như bây giờ tất cả cái nước cũng đang sale nè, cái nước ra ginger ale này nó pha rượu uống ngon lắm bà con, pha rượu uống ngon. Coi chuối ở đây coi như 2,79 đồng năm tấn thập ký nha, coi như mình bỏ vô mà bao nhiêu nhiều đó thì bắt đầu ra ngoài kia cái đám tính tiền đó, người ta cân ký thì sống ở đâu nó làm đồng tiền chỗ nào đó, thì nó tiêu xài ở nơi đó. Coi như nhiều người ở Việt Nam nhìn thấy cái giá đây mắc quá này kia này lại không dám xài, thì coi như dưa leo đây 3,90 đồng, hôm vừa rồi tuần vừa rồi thì 2 đồng ký, nhưng mà bây giờ tới 3,90 đồng rồi, thì coi có cái hậu nó đang còn lạnh nha bà con. Thì ra cái mới nhà kiến thì họ có, họ bán sớm mà thời tiết lạnh nó thì nó cái đồ mùa hè nó chưa có được nhiều mấy, cho nên nó ba giá nó vẫn còn mắc. Còn blackberry nó bán nguyên hộp gì là 4 đồng, nếu mà muốn theo ký thì coi như 23 đồng, coi như rưỡi, coi như gần 24 đồng, đại khái trên 24 đồng. Rồi bên này thì nó bán cái đúng tiêu chuẩn đồng hoàng bà con, nếu mà nó bị chuột chặt cái gì người ta thực hiện chết luôn á, thì tất cả một cái đều có nhãn hiệu hết. Mối gì chưa thì nơi đây người ta để cho mình cái này mình muốn thử ăn thử cũng được, không sao hết, ăn thử cái nào ngon thì bắt đầu mình mua, ăn thử cái nào ngon thì mua. Cái này coi như 18 đồng một ký nè, cái này trái mận nè, trái mận nó đi nè, nó đẩy lên nè, bỏ vô miệng nè,
bao nhiêu miếng. Em thấy ngon thì mua. Chỗ nhiều chín rồi. Ừ, mận ngon quá chừng đi. Cái trái là trái đết đó. Khi mình làm bánh mì mình cũng mua trái nè, mình cắt nó nhỏ nhỏ ra. Giờ mình làm bánh cho người ta ăn. Chế chay dài đến cái này nó đi nó làm ướp á, nó ngọt ngon lắm. Đầy đủ món ăn vật lạ hết trơn trọi không? Mà đụng cái nào là tiền cái đó. Mua chuối thì nói chưa? Chuối nhà con hả? Coi như ở nơi đây thì coi như mình thích cái nào đó, thì đều có giá cả hết trơn, từ cái ngày sản xuất tới ngày hết hạn. Rồi mua cái nào mà gần hết hạn khoảng một tuần lễ thì nhà con đông thì ăn rất lẹ, thì mình mua cái đó thì nó rẻ. Mua nước ngọt chưa? Nè cái nửa giá nè, đúng không? 3.50 nè. Rồi mua mấy chai nước ngọt về hả? Thì tới mùa rồi chắc này 40% off nè, lần Coca thì dữ à. Đây ok, thì cái dàn dàn nước ngọt ở bên này nó khác cái bên kia một chút xíu. Cái dàn bên tay phải của mình nó để bánh trái vậy em nè. Mình nước ngọt nó sale đó, khi mình mua mấy cái sale này nó rẻ nhưng mà nhiều khi nó xạo nhau. 2.8 Fanta này của Coca. Fanta này của Coca. Cái mình kiếm cái hả? À, cái sân kiss này cũng của thằng Swap nè. Mà chưa mình làm cho cái hãng này nè. Coi như 30 lon rẻ 24 đồng. Rẻ quá chừng, hồi trước 28 đồng nè. 24 đồng rẻ. Để coi cái bánh chai làm sao. Cái sân kiss này nó ở trong này nó có pha cái juice của cam đó bà con. Hồi trước mình làm thì mình khui mấy cái chai ra. Mình khui mấy cái thùng mà cam nó vắt sẵn để ra. Mình bơm lên. Cái sân kiss đang sale, đóng kia đang sale. Đồng 6 cái này. À đồng 6 hả? Mua nhiều lắm. Ok. Em coi mì gói nhé. Ở nơi đây dân tiết kiệm nhiều ha. Coi tới trời tới khi nào mà nó sale mình mua thì nó tiết kiệm được. Nếu mà mua nhiều món hàng thì cũng được nhiều lắm à. Cái nước là nước apple, trái táo đó mà. Cái soda mà còn soda water nè, nếu mà ai bị nấc cục á mua về uống nè. Soda water nè, nấc cục uống coi như hết, bảo đảm hết. Còn cái nước ngọt thì cái nọ hay nước lạnh thường á ít khi mà nó hết lắm mà con. Nhưng mà cái soda water á nấc cục mà coi như bị mấy ngày hay gì mà không thể nào trị được á, mua cái soda water uống vô cái mình không hiểu chứ cái chất ga ở trong đó nó mạnh hay là cái hóa chất ở trong đó nó đẩy mấy cái nó cục răng hết luôn. Coi như ở nhà mình cũng thủ vài chai đó. Nhiều khi bị nấc cục này kia mà uống này này kia không hết đó, thì mình chơi soda water thành là bảo đảm cái nấc cục nó răng đi. Có gì nhà còn không?
đi mua bên Việt đây đó, cái này 6 đồng nè. Nhà vẫn còn không? Không để mua đấy gì? Gì? Cái kem 4 đồng quá à, bây giờ tăng lên này. Nửa giá, ok rồi à. Mình đi vòng đi quay tiếp cho bà con thấy ha. Coi như ở đây tôi nó đóng cửa tới 11 giờ đêm. À, ngày hôm nay thì tới 10 giờ đêm. Ngày hôm nay ngày thứ bảy rồi. À, 10 giờ đêm nó mới đóng cửa. Thì số người đi trễ này kia mua hàng trễ vẫn còn nhiều. Thì ở đây khi mà đi mua hàng á, thường thường đẩy cái cho lì về cái xe đẩy nè, quất vô nguyên xe ra đó rồi tính tiền, coi như cũng khẩm tiền, nhưng mà ăn hết một tuần lễ rồi ba tuần sau bắt đầu đi tiếp. Thì ai mà làm miếng nấu ăn á, thì mua đồ hộp về rồi khui ra rồi bỏ vào microwave bấm ẹt mấy 2 phút là có món ăn rồi. À, trứng ở nhà hôm vừa mới mua hả không? Nè, coi làm biến hơn nữa thì mua mấy cái noodle này, bỏ nước nóng vô rồi khoảng chừng mấy phút sau là có ăn thôi. Nhưng mà cái đó thì dành cho mấy người nào mà quá kẹt đó, không có thời giờ nấu này kia nọ với xài. Có thì mình mua mấy cái bánh mì sandwich cũng được, bỏ vô cái đập trái trứng rồi xong thì cái đấy đó là những người có thời giờ chút, còn không có thời giờ thì mua cái mì gói được rồi ha. Ok rồi, giờ tạm thời mình ngưng máy nha bà con. Mình quay đây thì giá cả thì cái thằng bên này với thằng câu với thằng quân cuột, hai thằng nó cạnh tranh với nhau, nó đấm đá nhau thì mấy thằng nhỏ chết rồi, tại bên nó quá lớn đi. Thì giá cả nó rẻ hơn so với mấy thằng nhỏ. Ờ, bên này có thằng AGA bán mắc lắm. Vậy nó nhỏ quá nên nó phải thuê tiệm. Thì cái giá cả nó mắc so với thằng câu với thằng quân vượt rất là nhiều. Thằng Audi thì nó rẻ hơn, tại vì nó đi xây nguyên cái căn building của nó đó, thì nó không phải trả tiền thuê, nó rẻ. Ok, rồi tạm thời mình ngưng máy. Rồi cảm ơn bà con đã theo dõi cuộc hành trình của mình. Để ai thích video của mình cho một cái surprise, để mình có thêm động lực để tiếp tục quay tại cho bà con coi. Rồi bye bye nha.